Chúa ở cùng anh chị em ba ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lấy chúa, chúa. Khi ấy bà Elizabeth có thai được sáu tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galile gọi là Nazareth gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi, Lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói, Thưa bà Maria, xin đừng sợ, Vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, Sinh hạ một con trai, Và đặt tên là Giêsu người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà gia cóp đến muôn đời và triều đài của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con thiên chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với thiên chúa không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói với sứ thần, Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa, đi đồng, Chúa. Kính thưa công đoàn phục vụ, lịch sử cứu độ là lịch sử của lòng nhân từ và tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại nếu xưa kia nguyên tổ loài người đã chối bỏ kế hoạch tình yêu của thiên chúa để đi theo con đường của ma quỷ và đem tội lỗi cùng với cái chết vào trần gian thì không vì thế mà thiên chúa bỏ rơi con người ngài đã hứa ban đấng cứu thế là con một đến để cứu độ nhân loại thiên chúa muốn cho người con ấy là con người ở giữa nhân loại sống giữa nhân loại và chung chia vận mạng với nhân loại. Để thực hiện kế hoạch cứu độ nhân loại thì Thiên Chúa đã chuẩn bị cho con của Ngài một người mẹ trần thế. Người mẹ ấy là Đức Trinh Nữ Maria. Trong cuộc đối thoại giữa sứ thần Gabriel với Đức Trinh Nữ Maria mà chúng ta đã nghe trong trình thuật tin mừng theo Thánh Luca, sứ thần Gabriel đã nói với mẹ quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, người con mà bà sẽ sinh ra sẽ là đấng thánh, là con của Thiên Chúa. Không phải là ngẫu nhiên mà Thánh Luca dùng từ rợp bóng hay là tỏa bóng, nhưng qua đó Ngài muốn nói đến một ý nghĩa quan trọng sâu xa hơn. Quả vậy, nếu trong cựu ước, sách xuất hành kể lại một đám mây màu nhiệm đã bao trùm lên trên lầu lều tạm, nơi dân Do Thái để hòm bia giao ước một giao ước được ký kết giữa Thiên Chúa với mô xê trên núi Sinai. Bao lâu đám mây còn bao phủ, còn rợp bóng trên lều tạm, thì bấy lâu lều tạm có Thiên Chúa hiện diện. Thì ở trong tân ước, Thánh Luca so sánh cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria, nơi Đức Giêsu sẽ cư ngụ với chiếc lều tạm, nơi đặt hòm bia giao ước, với phiến đá ghi lại mười điều răn của Thiên Chúa. Vậy khi quyền năng của Thiên Chúa bao trùm lên Đức Trinh Nữ Maria, thì cũng có Thiên Chúa hiện diện ở trong Ngài. Nhưng sự hiện diện của Thiên Chúa trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria thì còn phong phú hơn là sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong nhà tạm. Vì nơi đó, Đức Giêsu bằng xương, bằng thịt hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần bao phủ máu thịt của Đức Maria đã tạo nên hình hài của Chúa Giêsu và Đức Giêsu mặc lấy thân xác con người nhờ máu thịt của Đức Trinh Nữ Maria và người vẫn là Thiên Chúa được Chúa Cha sinh ra từ muôn thổ muôn đời. Bài đọc một trích trong sách Samuel quyển thứ hai làm sáng tỏ hơn màu nhiệm ấy. Thiên Chúa đã đã từ chối cái ngôi đền vật chất mà David muốn xây cho Ngài. Nhưng trái lại thì Thiên Chúa hứa cho David một ngôi nhà thiên thu là dòng dõi của David. Lời hứa này đã được thực hiện nơi Đức Maria đấng trở nên hòm bia Thiên Chúa và nơi đây con Thiên Chúa đã đến với loài người. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai trích thư Roma còn nói thêm mầu nhiệm đã được giữ kín từ muôn thuở muôn đời thì nay được bày tỏ ra để cho tất cả chúng ta tin. Và từ lúc nói lên lời ưng thuận với thánh ý Thiên Chúa qua hai tiếng xin vâng thì Đức Trinh Nữ Maria đã trở thành một Eva mới, một người đã luôn coi mình là nữ tỳ, là người tôi tớ nên đã trở thành người diễm phúc và xứng đáng để trở nên mẹ của Thiên Chúa, trở nên cung lòng để Thiên Chúa ngự trong lòng của mẹ. Thưa Cộng đoàn, trình thuật Thiên Thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria giúp cho mỗi người chúng ta khám phá ra ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm nhập thể. Ngôi hài Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Người vừa là Thiên Chúa thật, thế nhưng mà người cũng là con người thật. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng vì yêu thương nhân loại, nên Ngài vâng lời Chúa Cha chấp nhận thân phận làm người như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi. Người đến làm người để hiện diện, để đồng hành và chia sẻ kiếp người lầm than với nhân loại này đang rên xiết trong khổ lụy, trong tội lỗi và sự chết. Người đến để nối kết đất với trời và để nối kết mọi người lại với nhau bằng chính công trình cứu độ mang lại sự sống mà Chúa Cha đã sai người thực hiện. Sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa lòng lịch sử nhân loại trong thân phận một con người nó lên tất cả sự gần gũi của Thiên Chúa, sự yêu thương mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Và chắc chắn trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa thì Ngài luôn luôn đòi hỏi một sự đáp trả một cách tự do. Ngài không áp đặt điều gì cả và Thiên Chúa chỉ đề nghị để thực hiện một công trình yêu thương thì cần phải có một nhiệt tình yêu thương thuần túy và công trình cứu độ là một công trình yêu thương tuyệt vời, không thể nào là công việc thuê mướn hoặc là ép buộc. Với hai tiếng xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria đã bộc phát một cách đơn thành từ chính trái tim của mẹ. Và mỗi người chúng ta cũng được được Thiên Chúa mời gọi để cộng tác với Ngài trong chương trình cứu chuộc nhân loại. Như Đức Trinh Nữ Maria, chính lòng tin vào lời Chúa và sự vâng theo thánh ý Chúa trong cuộc đời mỗi người sẽ là sự đóng góp tích cực với Chúa trong chương trình cứu độ mà chúng ta và toàn thế giới sẽ cộng tác với Chúa. Thánh Augustine đã nói là Thiên Chúa khi tạo dựng nên chúng ta thì không cần chúng ta, nhưng mà để cứu độ chúng ta thì không thể thiếu chúng ta. Thưa cộng đoàn trong mùa vọng này, giáo hội cho chúng ta chiêm ngưỡng Đức trinh Nữ Maria. Vì mẹ là mẫu gương mà mỗi người chúng ta cần noi theo. Mẹ đã luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm hồn để mong chờ chúa đến cứu dân người như chính người đã hứa chính cõi lòng của đức trinh nữ maria là con đường thẳng tắp luôn sẵn sàng đón chúa đến đây cũng là con đường mà thánh doan tẩy giả đã kêu gọi mỗi người hãy chuẩn bị để đón chào đấng thiên sai ngự đến hôm nay chúa vẫn tha thiết mời gọi chúng ta dọn lòng để cho chúa đến và hiện diện ở trong cuộc đời của chúng ta Thế nên chúng ta hãy để cho Chúa làm chủ cuộc sống của chúng ta bằng việc tuân hành thánh ý của Thiên Chúa và xin Chúa Giêsu là đấng Emmanuel luôn hiện diện một cách sống động trong cuộc đời từng người chúng ta. Xin Ngài ban tràn đầy niềm vui thánh ân trong ngày mừng Chúa giáng trần. Xin ơn bình an của Chúa luôn ở cùng tất cả mỗi người chúng ta.